một vùng đất khắc nghiệt, nơi đá và băng va chạm vào nhau. Những ngọn núi cổ xưa được bao phủ bởi một khu rừng. Một Bắc Âu bị lãng quên. Một thiên nhiên hoang dã đa dạng sinh học. Thời tiết thay đổi theo mùa, bóng đêm và những tia sáng. Cuộc sống với những trận chiến. Sự chiếm ưu thế. Vùng đất với nhiều kẻ thù, trong khi những con thú con vẫn phát triển. Mùa đông ở vùng Scandinavia kéo dài nhiều tháng. Nơi đây chìm trong băng tuyết, sự tĩnh lặng và những cơn gió ở vùng Bắc Cực. Cuối cùng, chúng cũng chậm chạp tan ra thành những dòng nước nhỏ. Những ngày dài với thời tiết ấm áp thay đổi vùng đất này, tái sinh một thế giới mới. Tuy nhiên, thời khắc hiền hòa này rồi cũng sẽ sớm qua. Vô số những sinh vật mới chào đời đang bắt đầu một cuộc chạy đua với cuộc sống mới. Ở khu rừng phía bắc của Phần Lan, một con gấu cái nâu phát hiện ra sự thay đổi của mẹ thiên nhiên. Trong suốt mùa đông dài đằng đẵng, nó ẩn mình dưới những lớp băng và xoay sở để cho ra đời ba con gấu con. Bơi như là bản năng của chúng. Có rất nhiều loài thực vật mới mọc và con gấu mẹ không muốn tốn nhiều thời gian để dạy cho đàn con những gì mà khu rừng mang lại. Nuôi những đứa con bằng lớp mỡ tích trữ trong cơ thể trong suốt thời kỳ ngủ đông, lúc này đây nó đang tận dụng thời cơ để tiếp thêm năng lượng. Mặc dù nổi tiếng là kẻ săn mồi hàng đầu trong thế giới của mình, nhưng lúc này đây, chúng rất dễ bị tổn thương. Thực vật chiếm 90% trong thực đơn của gấu. Tuy nhiên, bài học về chất dinh dưỡng rất ngắn. Đối với đàn gấu con, cuộc sống này là niềm vui và những trò chơi. Khu rừng này giống như một sân chơi trí tuệ, nhưng đối với gấu mẹ, nơi đây đầy rẫy những nguy hiểm. Lẫn trốn dưới những cái bóng cây, một con gấu khác đang nhìn về phía gia đình nhà gấu mẹ. Gấu mẹ đơn độc, nhưng nó phải gánh hàng nghìn vai trò trong khu rừng này. There's always a chance for paths to cross.
Cũng giống như sư tử, gấu đực có thể giết những con gấu con nếu con gấu mẹ là con xa lạ. Sau đó nó giao phối với gấu cái và sinh ra một thế hệ gấu mới mang gen của nó. Đối với đàn gấu con, buổi đi dạo ngày hôm nay đã hết. Con gấu đực này có thể sẽ làm cha, nhưng nếu nó không được sự chấp nhận của con gấu cái, những con gấu con này sẽ đối mặt với cái chết. Khi mùa đông đã hoàn toàn kết thúc, thời tiết lúc này như phủ lên vùng đất Scandinavia một khung cảnh hùng vĩ. Khu vực này bao gồm 5 quốc gia với diện tích kéo dài ở phía bắc bán cầu. Miền Bắc với tuyết bao phủ giống như Bắc Cực. Nhưng khi khí hậu ấm dần lên, nơi đây trở thành một vùng đất khác với những loài sinh vật mới vừa chào đời. Nhưng không phải kéo dài lâu, thời điểm này là lúc chúng sinh sôi nảy nở ngay khi một mùa đông băng tuyết bắt đầu trở lại. Nhiều loài động vật và thực vật trở nên nhiều nhất vào thời điểm này. Hòn đảo trơ trụi này cũng không còn mùa đông. Nhưng nơi đây vẫn còn những vết sẹo của những cơn chấn động địa chất. Được biết đến như một bãi biển trải dài và không mấy an toàn, nhưng nơi đây cũng xuất hiện một con thú mẹ và những đứa con vừa mới ra đời. Mười con thú con nhỏ xíu, có thể là quá nhiều, nhưng cũng không có gì là bất thường đối với loài cáo Bắc Cực này. Sống sót ở đây có nghĩa là chúng xa mặt trời. Lúc này đây, những con cáo nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ và sự bao bọc từ mẹ. Phải mất 3 tuần sau chúng mới có thể mở mắt. Mặc dù lúc này là mùa xuân, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa bao giờ đạt được 10 độ C. Và trong tổ của mình, những con cáo con đang tranh giành với nhau. Đối với loài cáo, chăm sóc là nỗ lực chung. Trong lúc con cáo mẹ nuôi con cáo bố có trách nhiệm đi tìm thức ăn. Tuy nhiên, con cáo bố đã đi nhiều ngày qua mà chưa thấy trở về. Con cáo mẹ sẽ phải sớm đi tìm thức ăn.
không có thức ăn, con cáo mẹ không có sữa cho những con cáo con bú. Và nếu không có sữa, chúng sẽ chết đói. Mặc dù Phần Lan có nhiều khu rừng nằm tách biệt, cuộc sống hoang dã ở đây cũng rất phong phú. Con gấu mẹ cùng ba con gấu con đang phải tập trung tìm kiếm vũ khí tối thượng để tránh nguy hiểm. Nó đang giúp đứa con trốn thoát. Nó cố gắng giữ khoảng cách giữa những đứa con và con gấu đực. Cuộc chiến này có thể sẽ dẫn đến cái chết, nhưng con gấu mẹ sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ đàn con. Con gấu mẹ biết chắc chắn mối nguy hiểm đang đến với những con gấu con của nó. Năm ngoái, nó đã giao phối với một con gấu đực. Nếu con gấu đực này không phải là cha của những con gấu con, nó sẽ giết chúng. Có vẻ những nỗ lực đã được đền đáp. Con gấu đực có thể đã được giữ một khoảng cách chấp nhận được. Nó cũng không quan tâm đến việc tấn công đàn gấu mẹ và con của nó nữa. Nó chỉ muốn ăn trong hòa bình. Một tiếng gầm cuối cùng. Con gấu mẹ cảm thấy hài lòng vì hành động đe dọa của nó. Đối với đàn gấu con, sự đột nhập của con gấu đực giống như một bài học cho những thách thức còn ở phía trước. Chúng sẽ còn ở với mẹ thêm 3 năm nữa và phải đối mặt với biết bao nguy hiểm trong khu rừng này. Cách phía tây Phần Lan 2.500 km, đó là hòn đảo Greenland. Phần lớn diện tích của Greenland là băng tuyết và những tảng băng này xuất hiện ở đây quanh năm. Tảng băng của đảo Greenland đã tồn tại ở đây hàng triệu năm. Và xung quanh đây này rất nguy hiểm. Mặc dù vậy, sự sống vẫn xuất hiện ở vùng đất không cây cối này. Những dốc núi sừng sững này là nhà của một số loài động vật. Ngỗng Pernico đang trở lại vùng Bắc Cực. Chúng trải qua mùa đông trên những vách đá. Tổ của chúng được làm trên những tòa lâu đài bằng đá. Nhiều con chọn một cái tổ suốt năm này qua năm khác. Sống trong những mái nhà cách mặt đất nhiều mét không phải là dễ dàng để chăm sóc gia đình. Mỗi một hành động của chúng có thể gây chú ý đối với những kẻ săn mồi. Cặp bố mẹ ngỗng mới này đang chăm sóc 5 con ngỗng con vừa mới chào đời. Kẻ viếng thăm không được chào đón.
Sống ở trên cao, đàn ngỗng như trêu người con cáo. Sự an toàn của chúng lại ở nơi nguy hiểm như thế này. Tuy nhiên, nằm bên dưới là nơi mà chúng còn phải xuống, đó là một hồ nước ngọt. Ngỗng và Neko không trực tiếp cho ngỗng con ăn, mà thay vào đó chúng dắt đàn con đến nơi có thức ăn. Và đối với những con ngỗng con mới nở này, nhảy xuống từ trên cao như thế này là cách duy nhất để tiếp đất. Chúng chuẩn bị nhảy. Nhưng không dứt khoát. Không còn cơ hội để tấn công đàn ngỗng con, kẻ săn mồi đành bỏ cuộc và sẽ trở lại khi chúng trưởng thành. Để đi theo bố mẹ, đàn ngỗng con trượt theo sườn núi. Một kiểu dáng tiếp đất không đẹp chút nào. Các con bay theo cách của nó, rồi cũng xuống được bên dưới. Nhưng con ngỗng con thứ ba không được quan tâm cho lắm. Và
của nó. Và dĩ nhiên hơn, vì thế nó cần nhiều thức ăn hơn. Con cú mèo mẹ luôn, nhưng mèo lớn hơn giành lấy miếng ăn trong miệng nó. Cái tổ này vài ngày nữa sẽ rất nguy hiểm. Những con cú mèo con sẽ trưởng đây, thì một loài chim di cư cũng tìm tới đây làm tổ. Đó là một con vịt mái mắc cái tổ sau một thời gian kiên nhẫn tìm kiếm. Cuối cùng, nó cũng rơi xuống tổ. Hai con cú mèo xám con trưởng thành rất nhanh. Khi trưởng thành cũng tăng. Bố mẹ của chúng cũng phải tăng cường. Những con khác phải kiên nhẫn chờ đợi để đến lượt mình. But the summer months are a time of abundance, and there's plenty to go around.
Ngay cả khi họ thắng chúng ta, tại sao chuyện đó lại đáng cười chứ? Thật chẳng vui chút nào. Được rồi, chúng